Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Hôm nay mình kiểm tra thấy những cái ly sương sâm, cây sương sâm đó, chiếc cành nó đã trắng xóa những cái bộ rễ, cho nên mình sẽ trồng nó ra. Thì sương sâm với lá giang có một đặc điểm chung, đó là đều gieo hạt được và đều quấn dây chiếc nhánh được, và cách chiếc cũng như nhau luôn, đều là quấn 3 vòng dây và nhét vô đất, nhét vô một ly có chứa sẵn đất. Thì quý vị nên phân biệt là giữa chiếc và dâm. Chiếc là mình tạo rễ khi còn trên cây và mình cắt ra trồng. Còn dâm tức là khi chưa có rễ, mình đã cắt ra cắm vô đất rồi và rễ nó sẽ ra sau. Còn chiếc tức là nó vẫn còn trên cây mẹ nha quý vị. Thì lợi ích của việc chiếc nhánh này á, là bảo đảm tỷ lệ sống rất cao so với là cắt dâm. Cắt dâm thì có thể là cái nhánh bị khô hoặc thối, nhưng mà khi nó vẫn còn trên cây mẹ mà mình cho đất vô thì nhánh sẽ không bị thối, bị khô. Và hệ có đất thì nó sẽ ra rễ ở những mắt lá. Đó thì quý vị thấy cái lợi ích của nó, đó là khi ta cắt một cái nhánh vừa chiếc thì nhánh đó đã dài rồi, đã thành một cái cây trưởng thành rồi. Còn nếu mà mình gieo hạt thì rất lâu, có thể một năm mới được như thế này, dài như con rắn như thế này. Thì sương sâm thì người ta dùng để vò làm thạch sương sâm, ăn với nước đường gừng và nước cốt dừa. Còn lá giang thì rất là hữu dụng, là dùng nấu canh chua với tất cả các nguyên liệu khác, ví dụ canh chua cua, canh chua cá, canh chua gà, canh chua mực vân vân. Nói chung nó chế được mấy trăm món, mà thực ra mấy trăm món đó là những cái thứ nguyên liệu đi kèm với lá giang. Nói chung là có một cái món canh lá giang húp chua chua chát chát thì cực kỳ ngon miệng. Đó thì quý vị có thấy là cái tiện lợi của việc chiết cành và dâm cành không? Tức là khi mình tạo được một cây mới thì cây đó phát triển rất nhanh. Ở đây là những cái bụi sương sâm này, mình mới làm có 3 đến 4 tuần gì đó, mà bây giờ nó dài 1,5 mét rồi. Tức là thành bụi sương sâm trưởng thành rồi, dài như con rắn. Cả sương sâm và lá giang này mình đều trồng ở sân thượng nha. Còn trên mái nhà cũng có dâm nữa. Đây là lá giang thì mình nhìn vô cái ly nhựa trong, mình thấy có rễ là mình cắt ra khỏi cây mẹ. Đó gọi là chiếc ha. Mình quấn dây ở đây là 6-7 cái ly gì đó, và bây giờ ra được 6 cây con, mình sẽ mang trồng nó. Đây là bụi lá giang trên mái nhà, mình mới quấn mấy cái ly này được 2 tuần thôi. Nhưng mà mình nhìn vô ly thì mình thấy rễ đã trắng trong ly, dưới đáy ly thì mình có thể cắt ra được và trồng được. Sau khi cắt thì ở dưới sân thượng là được 6 cây con lá giang. Còn cái bụi lá giang trên này thì cắt ra được 11 cây con lá giang. Và cộng với 16 cây con sương sâm kia, vị trí là tới 33 cái chậu cần chuẩn bị để trồng những cây con mới này. Những cây mà mình cần để ăn thì mình sẽ trồng cho chậu to, những cây cần bán thì mình trồng cho chậu nhỏ. Khi mình cần trồng thì mình chỉ cần nắm nửa cái vòng dây quấn đó, mình giật lên thì bộ rễ sẽ đi theo kèm với đất và mình sẽ trồng vô chậu mới. Lá giang hay sương sâm đều giống nhau ở chỗ mà mình quấn dây và mình nhét vô đất. Đó, khi trồng thì mình cũng lôi nửa cái vòng dây lên và trồng vô cái chậu cần trồng. Khoái cảm của một người chiết nhánh là đó là khi dỡ lên thì mình thấy bộ rễ trắng xóa như bộ râu. Người ta không thích râu tóc màu trắng, nhưng mà thấy rễ màu trắng thì lại rất khoái. Tạo cái con lá giang và sương sâm nó giống nhau là mình quấn 3 vòng dây và mình chuẩn bị một cái ly nhựa trong, đục lỗ dưới đít để thoát nước.
Sau đó mình bỏ vô một nửa ly đất và mình quấn 3 vòng dây, mình nhét 3 vòng dây đó, nhưng mà một nửa bên trên, một nửa là đè lên đất. Sau đó mình bóc đất, mình đè lên nửa 3 vòng đó. Để chi? Để cái nửa đó nó vừa nằm trên đất và vừa nằm trong đất, để rễ sẽ ra từ đó. Sau khoảng 2 tuần đến 3 tuần thì rễ nó sẽ tự động mọc ra bên trong cái ly này. Khi mình quấn á, là cái dây vẫn còn nằm trong cây mẹ chưa cắt ra, gọi là chiết mà. Còn mình cắt rời ra là gọi là dâm, và mình khó bảo đảm nó sống được. Thì do đó là khi chiết thì quấn 3 vòng dây, nhưng mà cái 3 vòng dây này vẫn còn nằm chưa rời ra khỏi cây mẹ. Chừng nào mình thấy rễ ra mình mới cắt lìa ra khỏi cây mẹ nha quý vị. Và như vậy là ta được những cây con mới có chiều cao cũng không thua gì cây mẹ. Rồi, quý vị nếu có cây xương sâm hay cây lá giang thì mình thử áp dụng nha. Rất dễ luôn và tỷ lệ sống 100%. Xin chúc quý vị thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.